Chào mừng các bạn trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề hoàn toàn khác với những bài trước, chủ đề thiên văn học. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái nguồn gốc của một cái ngôi sao. Và trước khi bắt đầu, mình sẽ nói tổng quát về những phần mình sẽ nói tới. Thứ nhất là mình sẽ ôn lại về cái hệ dương thái. Thứ hai là mình sẽ nói tổng quát về cái hệ dương thái. Thứ ba là mình sẽ nói về như thế nào cái một cái ngôi sao hình thành như thế nào. Rồi, trước tiên mình bắt đầu với hệ dương thái rất là quen thuộc. Thì đây là mặt trời và 8 cái hành tinh xoay quanh quỹ đạo mặt trời. Thì bốn cái hành tinh sát với mặt trời này á, nó được tạo bằng đất đất đá và sắt, nó rất là đặc. Ngược lại, bốn cái hành tinh xa hơn nó là những cái hành tinh mà nó phồng, nó không có đặc. Và mỗi hành tinh xa, bốn cái hành tinh xa này á, mỗi một hành tinh như vậy thì có nhiều cái mặt trăng nó cũng xoay quanh những cái hành tinh đó. Hệ dương thái được sắp xếp theo một cái trình tự rất là gọn gàng, nhưng mà thực tế cái khoảng cách của giữa những cái hành tinh rất là xa. Thiên văn học họ làm như thế này với mục đích mình thấy cho nó dễ. Thực chất là nó xa. Thiên văn học nó sử dụng thiên văn học, đơn vị thiên văn học lấy trái đất làm cái điểm xuất phát. Thì họ đo từ trái đất tới mặt trời là khoảng cách 150 triệu km, và từ trái đất mình có thể làm tương tự đo ra những cái hành tinh gần với nó. Rồi, tiếp theo là câu hỏi, cái mặt trời đến từ đâu? Where is it from? Thì mình nói là mặt trời là một cái ngôi sao, một ngôi sao trong 200 tỷ ngôi sao hợp lại thành một cái dải thiên hà gọi là cái Milky Way. Thì Milky Way này á, là được hình thành sau sau cái trận nổ lớn gọi là Big Bang, thì nó tạo ra nhiều cái Milky Way này. Thì hệ dương thái của chúng ta trong cái dải thiên hà là như một cái chấm nhỏ trong đây thôi, mà hệ dương thái của chúng ta cũng xoay vòng quanh cái dải thiên hà này. Một một vòng như vậy thì nó mất khoảng 200 khoảng 2 triệu năm, đi với vận tốc là 200 km một giờ. Tiếp theo mình học về một ngôi sao được sinh ra như thế nào. Thì trước khi nói về một ngôi sao sinh ra như thế nào, mình nói về cái lịch sử này. Khoảng 5 tỷ năm về trước á, thì hệ dương thái của chúng ta chưa hình thành, trong cái Milky Way này chưa hình thành. Thì cái dải thiên hà này đã là 8 tỷ năm rồi. Thì so với bây giờ thì cái hành tinh của chúng ta đã hình thành được khoảng 13 tới 14 tỷ năm. Rất là lâu. Đó. Và những cái đám mây mà đám mây này thì gọi là molecular clouds, được tạo ra những cái khí như là metan, hydro, helium và ammonia. Trước tiên ở trong cái thiên hà đó
có một cái sự khuấy động lên, một sự nổ bùng gọi là supernova explosion. Thì supernova explosion này xảy ra khi mà những cái đám mây này nó hút lại với nhau. Khi nó hút lại với nhau á, những đám mây xung quanh bắt đầu nó sụp xuống và nó đông lại thành những cái luồng ánh sáng. Những luồng ánh sáng này á, gọi là những cái vì sao sơ sinh. Vì sao sơ sinh, những vì sao sơ sinh này á, tiếp tục xoay và nó tạo ra một cái lực từ trường rất là mạnh, và nó hút những cái đám mây tiếp cận nó và nó hút lại, nó vẫn xoay 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 như vậy, và nó bắt đầu lần lần nó xẹp ra một hình phẳng và nó lóe ra. Đây á là cái gì? Cái này á là cái hiện tượng mà khi một cái nguyên tử hạt nhân đó, nguyên tử hạt nhân nó bùng nổ ra, nó quá nóng nó bùng nổ ra. Thì lúc này là cái ngôi sao đã lớn và nó trở thành một ngôi sao, và từ những cái mảnh vỡ vụn còn sót lại sau khi hình thành một cái hệ dương thái, thì những cái mảnh vụn này tiếp tục nó bay trong không gian và nó di chuyển, nó rơi xuống trái đất mà chúng ta được biết đến đó. Mình gọi nó là những cái viên đá đá trời hay là thiên thạch. Thì nó rớt xuống trái đất, nhưng mà có một một số cái loại đá rất là hiếm, nó tên là carbon chloride hay là carbonous chlorides. Những cái viên đá này á, nó không có thay đổi sau cái sự hình thành của hệ sinh thái và các hành tinh. Thì những cái nhà thiên văn học sử dụng những cái viên đá này để mà họ phân tích cái độ phóng xạ của các nguyên tử bên trong nó. Thì người ta có thể xác định được cái độ tuổi của cái hệ dương thái này. Thì hệ dương thái này của mình đó là được hình thành khoảng 4 tỷ 563 triệu năm về trước. Đó, thì những cái bụi, những cái mây, cái cục đó nó vẫn xoay quanh và nó tạo ra hành tinh, tạo ra những cái sao chổi hay là mặt trăng. Đó là bài kết thúc của mình ngày hôm nay. Chào các bạn, hẹn gặp lại lần sau.